Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, quý vị đã bao giờ nghe nói về những người dân bộ lạc với những tập tục kỳ lạ, ghê rợn sống ở những góc xa xôi và hẻo lánh nhất của Indonesia? Bất ngờ hơn là mới đây, các nhà nghiên cứu đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra một trong số các bộ tộc kỳ lạ đang sinh sống tại các khu rừng già ở Indonesia lại có những nét giống người Việt cổ đến kinh ngạc. Thậm chí, các nhà chuyên gia còn cho rằng tộc người đang sinh sống tại đây rất có thể trực tiếp là tổ tiên của người làng Việt hoặc là một bộ tộc riêng biệt nhưng có mối liên hệ tương đồng với người Việt. Và việc phát hiện và nghiên cứu về dân tộc này có khả năng sẽ giúp chúng ta vén bức màn bí ẩn bấy lâu nay về tổ tiên của mình. Rốt cuộc, tại sao giữa bộ tộc này và tổ tiên người Việt chúng ta lại có sự trùng hợp khó tin đến như vậy? Đằng sau bộ tộc này còn bí mật gì bị người Việt che giấu bấy lâu nay? Tất cả sẽ được giải đáp trong video của Việt Sử Toàn Thư. Du khách đến thăm Tây Sumatra, Indonesia có lẽ sẽ không ấn tượng quá nhiều với vẻ đẹp của hồ và đồi núi nơi đây. Thay vào đó, họ sẽ rất nhớ những người dân bộ tộc kỳ lạ sinh sống nơi này. Đáng nói, bộ tộc thổ dân ở Indonesia này với người Việt cổ từ ngàn năm trước có rất nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ, khiến các nhà nghiên cứu vô cùng bất ngờ. Thậm chí, truyền thông quốc tế cũng đưa ra những chứng cứ khó tin về nguồn gốc của bộ tộc kỳ quái này trùng khớp với người Việt cổ. Giả thuyết lịch sử cho rằng, sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, một bộ phận người Việt đã lên thuyền ra khơi đến eo biển Malacca, sau đó định cư tại phía tây đảo Sumatra, Indonesia. Cũng từ đó, dân tộc này sống rải quốc đảo Indo cho đến ngày nay. Họ sinh sống bằng nghề trồng lúa nước với tục ăn trầu, nhuộm răng từ lâu đời. Một điều nữa là kiến trúc nhà của người Minangkabau có các mũi mái móc ngược lên phía trên tượng trưng cho sừng trâu. Kiểu kiến trúc này khác hoàn toàn với nhà truyền thống của người bản địa Indonesia, mà lại giống hệt với nét vẽ nhà sàn trên các trống đồng Việt cổ. Thậm chí, nó còn giống hơn kiến trúc đền chùa ở Việt Nam, vốn có lẽ tiếp nhận ảnh hưởng kiến trúc Trung Quốc. Rốt cuộc, bí mật đằng sau bộ tộc kỳ lạ sống trong vùng rừng núi hẻo lánh của Indonesia là gì? Tại sao giữa họ và tổ tiên người Việt chúng ta lại có sự trùng hợp đến khó tin như vậy? Bộ tộc người Minangkabau sinh sống phía tây đảo Sumatra, Indonesia, có nguồn gốc từ Việt Nam. Ngay cả truyền thông quốc tế và các nhà nghiên cứu Indonesia cũng đã từng tán thành giả thuyết này. Theo tìm hiểu, người Minangkabau sống ở cao nguyên Minangkabau, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia, được cho là có nguồn gốc từ người Việt cổ. Ở đây cụ thể là từ thời diễn ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. Sau chiến thắng năm 40, nghĩa quân đã nhanh chóng đánh bại được quân nhà Hán, làm chủ Mê Linh rồi tiến về Cổ Loa và Lụy Châu. Đến năm 42, nhà Hán tăng cường chi viện, tấn công quân ta ở Hợp Phố. Nhân dân ta đã anh dũng chống trả nhưng vẫn gặp phải thất bại trước quân Hán. Tháng 3 năm 43, Hai Bà Trưng hy sinh ở Cầm Khê. Cuộc kháng chiến vẫn kéo dài đến tháng 11 năm 43, sau đó mới bị dập tắt. Theo giả thuyết, nhà nghiên cứu độc lập Trương Thái Xu đưa ra, sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, vào cuối năm 43, một bộ phận người Việt đã lên thuyền ra khơi và dạt vào eo biển Malacca nhờ gió mùa đông bắc. Tiếp đó, họ định cư tại khu vực phía tây đảo Sumatra và trở thành dân tộc Minangkabau ngày nay. Trong cộng đồng Minangkabau, người nữ giữ quyền thừa kế trong thị tộc gọi là Turun Sikik. Em gái là Turun Sikik nằm trong hàng thừa kế thứ hai gọi là Turun Nhị. Hai danh xưng Turun Sikik và Turun Nhị rất giống với tên gọi của hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị trong lịch sử Việt Nam. Turun đọc tắt, đọc nhanh khá giống với âm Chun và Trung, mà sau mấy ngàn năm ngôn ngữ phát triển và biến đổi mới có sai lệch lớn. Vậy có thể âm trờ mà nay tiếng Việt dùng ngày xưa đọc là Tu. Tuy nhiên, những giả thuyết này vẫn chưa thể nói lên là bộ tộc này là người Việt cổ. Chúng ta phải tìm hiểu, xem xét thêm các khía cạnh khác, đặc biệt là về phong tục, tập quán, những nét riêng không thể nhầm lẫn của người Việt cổ xưa. Vậy rốt cuộc, sự trùng hợp khó tin giữa bộ tộc kỳ lạ ở Indonesia và người Việt cổ như thế nào? Đầu tiên, chúng ta xét về cái tên Minangkabau, trong đó Minang nghĩa là vinh quang, Kabau là châu. Cái tên này bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian của dân tộc này. Tên gọi của người Minangkabau bắt nguồn từ một sự tranh chấp về đất đai giữa người Minangkabau ngày xưa và vị lãnh chúa một bộ tộc láng giềng ở Java. Để tránh xảy ra chiến tranh, người địa phương đề nghị mỗi bên chọn ra một con trâu và tổ chức chọi trâu. Châu bên nào thắng thì bộ tộc đó sẽ là người sở hữu vùng đất tranh chấp. hoàng tử kia đồng ý và cho chọn một con trâu to lớn nhất, hùng dữ nhất ra chiến đấu. Bên phía người Minangkabau lại chọn một con trâu con bị bỏ đói lâu, lại mài chiếc sừng cho thật nhọn hoắt. Khi ra trận, con trâu to lớn không để ý từ chú trâu con vì nghĩ rằng nó không phải là kẻ địch. Trâu con thì thấy con trâu lớn không biết được hai cái, cứ rút vào bụng nó tìm sữa. Lúc đó, chiếc sừng nhọn đâm thủng bụng trâu chiến. Người bản địa thắng cuộc và giải quyết được tranh chấp về đất đai. Cũng từ đó, họ đặt tên cho bộ tộc mình là Châu Thắng Trận, Minangkabau. Đối với người Việt Nam, hình ảnh con trâu cũng vô cùng quen thuộc. Trâu bước vào chuyện cổ dân gian, nhập vào lễ nghi tập tục của con người. Trâu là lễ vật để tế trời đất, thần linh, cầu xin vua trời cho sinh quý tử. Trâu được thờ cúng, được gánh bánh chưng, ăn Tết, tham dự hội cầu mùa, được cúng vía trong các tập tục lễ hội hàng năm. Con trâu không thể thiếu được trong đời sống văn hóa, tinh thần, tâm linh của con người Việt Nam. Những phong tục, tập quán, lối sống của người Minangkabau giống người Việt cổ đến khó tin. Về kiến trúc, nhà của người Minangkabau hoàn toàn khác với người Indonesia, nhưng lại giống nhà sàn của người Việt cổ. Mái nhà cong vút đối xứng, có chóp nhọn đều hai bên của người Minangkabau, chính là hình ảnh của cặp sừng trâu thắng trận ngày xưa. Hình dáng tổng thể của kiến trúc Rumah Gadang ấn tượng, ngoài bộ mái sừng trâu, còn một nét độc đáo khác thể hiện giá trị văn hóa đặc sắc trong xây dựng là những chi tiết trang trí được thể hiện tinh xảo bằng lối chạm khắc, phối màu sặc sỡ phủ kín. Với người Minangkabau, ngôi nhà Rumah Gadang vừa là nơi cư trú, gặp gỡ hội họp trong gia đình và cả những hoạt động mang tính nghi thức cộng đồng. Mái nhà là những lớp xếp từ hàng ngàn sợi chỉ được lấy từ thân cây sago, một loại cây thuộc họ cọ, dừa. Phần vách được lợp phên tre và gỗ. Do sống ở vùng đồng bằng lúa nước nên ngôi nhà người Minangkabau thiết kế theo kiểu giống nhà sàn, phần sàn nhà cách mặt đất độ gần 2 thước. Nội thất trong nhà được chia làm 3 phần thông thoáng nhau, không có vách ngăn cách. Gian chính ngay giữa nhà là gian tiếp khách, còn lại là khu giường ngủ và bếp. Những cánh cửa sổ cũng được phân bổ theo trục đối xứng với cửa chính, được phủ những gam màu mạnh như đỏ, đen, vàng, nâu, trắng, lấy từ những loại cây cỏ và đất đá trong tự nhiên. Kiểu kiến trúc này khác hoàn toàn với nhà truyền thống của người bản địa Indonesia, mà lại giống hệt với nét vẽ nhà sàn trên các trống đồng Việt cổ. Thậm chí, nó còn giống hơn kiến trúc đền chùa ở Việt Nam, vốn có lẽ tiếp nhận ảnh hưởng kiến trúc Trung Quốc. Người Minangkabau gọi những ngôi nhà lớn dành cho thủ lĩnh là gadang, nhưng người Việt Nam ta gọi là những nhà sàn. Tộc người này theo chế độ thị tộc mẫu hệ giống như người Việt cổ và được công nhận là cộng đồng mẫu hệ lớn nhất thế giới hiện tại. Người Minangkabau phần lớn theo đạo Hồi, nhưng tín ngưỡng của họ là thuyết vật linh. Họ tin rằng vạn vật đều có linh hồn. Thuyết này cũng là tín ngưỡng đầu tiên của người Việt cổ trước khi các đạo khác du nhập vào đất nước. Nhắc đến đạo Hồi, nhiều người thường nghĩ đến các chế độ hà khắc và số phận nhỏ bé của người phụ nữ. Nhưng với tộc người Minangkabau, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội đặc biệt hơn cả. Đến đảo Sumatra, nếu hỏi người dân chắc chắn du khách sẽ nhận được câu trả lời, phụ nữ là chủ gia đình. Theo đó, phụ nữ và nam giới trong gia đình chia sẻ quyền lực và tuân thủ nguyên tắc giữ trọn vẹn trách nhiệm, bảo vệ lẫn nhau trong xã hội. Phụ nữ cũng giữ trách nhiệm sở hữu mọi tài sản trong gia đình tộc Minangkabau. Đám cưới của các cặp đôi Minangkabau được tổ chức trang hoàng lộng lẫy với lễ phục truyền thống. Khi một cặp vợ chồng kết hôn, chú rể sẽ chuyển đến sinh sống tại nhà cô dâu. Mọi quyết định trong gia đình đều được cân nhắc dưới ý kiến của cả vợ và chồng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, phụ nữ nắm quyền quyết định chính trong các vấn đề liên quan đến hoạt động gia đình, thu chi, mua sắm, giáo dục trẻ em. Chủ tịch Ủy ban Khoa học Xã hội tại Học viện Khoa học Indonesia chia sẻ, phụ nữ là mối liên hệ quan trọng của hiện tại và quá khứ. Nếu gặp một người phụ nữ người Minangkabau đang mang thai, mọi người đều thực sự hy vọng cô ấy sẽ cho ra đời một bé gái đầu lòng. Đặc biệt, người dân Minangkabau sinh sống bằng nghề trồng lúa nước với tục ăn trầu, nhuộm răng từ lâu đời. Điều này là cơ sở lịch sử rất đặc biệt, bởi tục này là nét đặc biệt, riêng khác, mang đậm nét văn hóa dân tộc Việt Nam. Họ còn có những nét văn hóa khác gần gũi với người Việt. Tộc Minangkabau có những điệu nhảy và bản nhạc truyền thống mà họ luôn tự hào là điệu múa nến kinh điển. Trẻ em người Minangkabau mỗi dịp lễ sinh nhật sẽ đón lễ Akikah với những bộ trang phục truyền thống lộng lẫy. Những chiếc mũ cầu kỳ tượng trưng cho tinh thần dũng cảm của tộc người Việt cổ sinh sống tại Indonesia. Vậy Minangkabau có phải là người Việt chạy nạn xâm lược hay là một bộ lạc có quan hệ văn hóa gần gũi với tộc Việt cổ? Thời gian đã quá lâu, và nay cũng chưa có nghiên cứu nào đủ chiều sâu để khẳng định. Nhưng từ những cơ sở trên có thể là nền tảng cho nhiều nghiên cứu vô cùng quan trọng sau này về tổ tiên của chúng ta. Nhất là mới đây, các nhà nghiên cứu lại tiếp tục phát hiện ra rất nhiều bộ lạc khác tại Indonesia cũng có nét tương đồng với người Việt cổ. Điều này liệu có phải trùng hợp hay còn chứa đựng bí mật nào khác? Có nhiều bằng chứng cho thấy các tộc người Toraja, Dayak cũng là hậu duệ của người Việt cổ di cư đến Indonesia từ hàng nghìn năm trước. Borneo là hòn đảo lớn nhất Đông Nam Á, thuộc lãnh thổ các quốc gia Brunei, Malaysia và Indonesia. Đây là nơi sinh sống của dân tộc Dayak, một cộng đồng có nền văn hóa cổ xưa và độc đáo, nổi tiếng với tập tục săn đầu người. Tổ tiên của tộc Dayak được cho là đã di cư từ lục địa châu Á ra đảo từ hơn 3.000 năm trước. Xã hội Dayak bắt đầu khởi sắc từ nghề luyện kim và được truyền đến hòn đảo này cách nay khoảng 2.450 năm, tương ứng với thời kỳ Hùng Vương ở Việt Nam. Họ nói hàng trăm phương ngữ khác nhau, nhưng tất cả đều thuộc ngữ hệ Nam đảo mà ở Việt Nam có nhiều dân tộc sử dụng như dân tộc Chăm, Ede, Gia Rai hay Churu. Rất giống với người Việt cổ, phần lớn người Dayak sống bằng nghề làm ruộng lúa nước ven sông, làm rẫy, trồng cọ trên đồi và các nghề thủ công, nghề gốm, nghề dệt thổ cẩm, nghề đúc, nghề trải lưới. Đây cũng là những ngành nghề quen thuộc của cư dân Việt cổ ta. Người Dayak đặc biệt tôn thờ hình tượng rồng và chim thần, hai linh vật trong truyền thuyết về sự ra đời của dân tộc Dayak. Đặc điểm này khá giống với truyền thuyết con rồng cháu tiên về sự ra đời của người Việt và sự tôn thờ hình ảnh rồng và chim lạc của người Việt. Dễ nhận thấy, cách ăn mặc với các trang phục truyền thống của người Dayak có nhiều điểm rất giống với các cư dân thời Hùng Vương, đó là việc sử dụng loại mũ được trang trí bằng những chiếc lông chim dài, nam giới mặc khố giống như hình người trên hoa văn trống đồng Đông Sơn. Một tập tục làm đẹp thú vị nữa của người phụ nữ Dayak là họ rất thích nhuộm răng đen và đeo những chiếc vòng kim loại nặng vào tai. Đây là cách làm đẹp tương tự nhiều dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nước ta như Ede, Bana, Mơ Nông hay Stiêng. Người Dayak cũng có nhiều phong tục dân gian giống người Việt cổ như tục dựng cây nêu trong ngày Tết, tục cưới hỏi, ma chay, tín ngưỡng phồn thực, tục xăm mình hiếm thấy có ở các dân tộc khác trong khu vực. Một tộc người ở Indonesia khác vẫn có kiểu nhà sàn giống hệt với những hình vẽ trên trống đồng Đông Sơn, đó là thổ dân Toraja sống trên đảo Sulawesi của Indonesia. Những chiếc nhà sàn hình thuyền của họ được gọi là Tongkonan. Loại nhà này có vật liệu chính là gỗ, tre, nứa ghép vào nhau mà không cần đóng đỉnh. Phần thân nhà được dựng trên các cột gỗ giống như nhà sàn của dân tộc thiểu số Việt Nam. Giống như người Việt, người Toraja cũng sinh sống bằng nghề trồng lúa nước. Họ coi trâu là linh vật, cũng là tài sản quý giá nhất trong gia đình. Những chiếc đầu trâu bằng gỗ là vật trang trí không thể thiếu của các Tongkonan. Trang phục của người Toraja cũng có một số nét giống người Việt, điển hình là chiếc nón lá mà những người phụ nữ đội trên đầu. Sự giống nhau đến kỳ lạ của ba bộ tộc thổ dân ở Indonesia với người Việt cổ khiến nhiều nhà nghiên cứu cảm thấy bất ngờ. Họ chính là người Việt cổ hay chỉ là một bộ lạc riêng biệt, độc đáo, có văn hóa gần gũi, trùng hợp đến khó tin với bản sắc văn hóa của người Việt xa xưa? Ngày nay, nhiều đoạn phim quảng bá du lịch cho đảo Sumatra đã tuyên bố tổ tiên người Minangkabau là người Việt đã di cư đến Nam Dương bằng thuyền, nhấn mạnh sự độc đáo của nền văn hóa Minangkabau. Ngày nay, có hơn 4 triệu người Minangkabau sinh sống tại tỉnh Tây Sumatra, trong khi có hơn 3 triệu người khác sinh sống rải rác tại nhiều thành thị của Indonesia và bán đảo Mã Lai. Tuy nhiên, để khẳng định chắc chắn về nguồn gốc của những bộ tộc này, cần thời gian nghiên cứu thêm nhiều bằng chứng hơn nữa. Chúng ta tin rằng, trong tương lai có thể làm sáng tỏ rất nhiều bí mật về tổ tiên người Việt cổ. Biết đâu, cũng có rất nhiều bộ tộc người Việt cổ khác đang sinh sống ở một nơi hẻo lánh nào đó trên đất Indonesia và trên cả thế giới. Mới đây, người ta đã vô tình phát hiện bộ tộc người Việt cổ ở Indonesia sống trong rừng già, đó là bộ tộc người Minangkabau sinh sống phía tây đảo Sumatra, Indonesia, có nguồn gốc từ Việt Nam. Và cuối năm 43, sau thất bại cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, một bộ phận người Việt đã dạt vào eo biển, họ định cư tại khu vực phía tây đảo Sumatra và trở thành dân tộc Minangkabau. Ngày nay, họ có nhiều điểm trùng khớp với văn hóa, tập quán của người Việt cổ, từ cấu trúc nhà sàn truyền thống, đề cao biểu tượng con trâu, chế độ mẫu hệ giống người Việt cổ, đến việc sống bằng nghề trồng lúa nước với tục ăn trầu, nhuộm răng từ lâu đời. Ngoài ra, người ta còn phát hiện thêm nhiều bằng chứng về bộ tộc người cũng là hậu duệ của người Việt cổ di cư đến Indonesia từ hàng nghìn năm trước và có những nét văn hóa giống hệt người Việt cổ ta, góp phần thêm sự phong phú cho nền văn hóa, lịch sử nước Việt. Việt Sử Toàn Thư, biết sử thêm yêu nước.